Hi, xin chào tất cả mọi người. Video này là một lời chào tạm biệt chính thức của mình đến đất nước Na Uy. Trong một số video mình đã từng nói qua, mình đang đi làm ở trường đại học Oslo, Na Uy với hợp đồng là 1 năm rưỡi. Đến tháng 12 năm 2021 thì hợp đồng hết hạn và đồng nghĩa với việc visa làm việc của mình cũng hết hạn theo. Do đó đến tháng 9 thì mình phải đưa ra quyết định là sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng ở lại Na Uy làm một thời gian nữa hay là sẽ chấm dứt hợp đồng và tìm một công việc mới ở Đức. Lý do tại sao là tháng 9 thì là vì mình cần thời gian để gia hạn visa nếu ở lại làm tiếp, và sếp hiện tại cần thời gian để tìm người mới thay thế mình nếu mà mình nghỉ. Lý do tại sao là nước Đức thì đơn giản là vì anh trợ lý của mình đang ở Đức. Theo như logic bình thường thì là mình nên chấm dứt hợp đồng và tìm việc mới, nhưng mà vì mình thích vị trí hiện tại, thích sếp hiện tại và đất nước Na Uy nên mình muốn nán lại đây thêm một thời gian ngắn nữa. Nhưng điều là mình khó quyết định là giữa lúc đó có một vị trí rất là phù hợp cho mình ở thành phố mà anh trợ lý đang ở. Nên mình muốn nắm bắt cơ hội này, mặc dù không có gì chắc chắn là nếu mình xin thì sẽ được nhận. Mình thì không muốn một mặt nói với sếp là mình sẽ làm tiếp để giữ công việc hiện tại, một mặt thì âm thầm đi xin việc rồi bỏ ngang. Mặc dù chuyện này thì về mặt lý không có gì là sai cả. Do đó mà mình đã quyết định là sẽ thông báo với sếp là không ký tiếp hợp đồng. Hơi lăng man nhưng mà câu chuyện thì nó là như vậy. Khi quyết định là sẽ xin vào vị trí ở Đức, mình nâng quyết tâm lên 300% và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Sau khi qua được vòng gửi xe là vòng nộp hồ sơ thì mình được mời vào vòng phỏng vấn với bộ phận kỹ thuật trước. Sau khoảng 2 tuần kể từ buổi phỏng vấn với bộ phận kỹ thuật thì mình có cuộc phỏng vấn với bộ phận nhân sự, và sau 1 tuần thì mình được nhận việc làm, lúc đó khoảng chừng vào cuối tháng 10. Như mọi người đã biết thì bất cứ thứ gì dính tới giấy tờ, thủ tục thì đều rất là mệt, nhất là khi nó liên quan đến xuất nhập cảnh. Ngay lúc đó thì hộ chiếu của mình lại sắp hết hạn. Thông thường thì chỉ cần nhiều nhất là 5 ngày làm việc thì mình có thể có được hộ chiếu mới, hoặc có thể lấy ngay trong ngày với mức phí cao hơn chút xíu nếu mà mình cần gấp. Nhưng mà không đâu mọi người, mình làm hộ chiếu hơn một tháng nhưng mà vẫn chưa có vì máy in của Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy bị hư. Do đó mà mình phải bay qua Đan Mạch để làm hộ chiếu gấp, trong khi đã nộp hồ sơ và trả phí ở bên Na Uy rồi. Bình thường thì không được, công dân Việt Nam ở nước nào thì làm hộ chiếu ở nước đó, nhưng trong trường hợp này thì mình được phép làm ở Đan Mạch vì lỗi là tại cái máy in. May là chỉ một ngày ở Đan Mạch, mình đã có được tấm hộ chiếu mới. Dù cái ảnh trong hộ chiếu mới nó xấu như ma lê nhưng mà mình cũng mừng gần chết luôn á mọi người. Nói về giấy tờ, thủ tục thì hơi mệt, nhưng mà có dịp quay lại Đan Mạch gặp gỡ bạn bè và người quen thì mình cũng rất là vui nha. Lúc này thì đã là đầu tháng 12, anh trợ lý lái xe từ Đức lên Đan Mạch rồi tụi mình cùng đi về Na Uy, ủ mưu là sẽ xuống Đức cùng nhau. Cho mình nói chuyện hơi ra ngoài lề một chút xíu, thì nếu mà mọi người có dịp đi tàu giữa Đan Mạch và Na Uy á, thì mọi người có thể ăn buffet ở nhà hàng trên tàu. Và trên đây thì có một vài món đặc trưng của cả hai nước mà mình có thể một lần thưởng thức được mỗi thứ một chút. Nói tiếp chuyện ủ mưu đi xuống Đức cùng nhau của hai tụi mình, chuyện đâu có dễ vậy đâu mọi người, vì đã sắp tới Giáng sinh. Thôi để mình kể chuyện Giáng sinh trước cái đã nha. Bây giờ là 4:20 ở Oslo. Mình đang đi tới nhà đồng nghiệp, mình phải đi nhanh cho kịp tàu. Vào dịp Giáng sinh, có một loại bánh phổ biến không chỉ ở Na Uy mà còn ở một số nước phương Tây khác, có tên tiếng Anh là gingerbread, nghĩa là bánh gừng, còn trong tiếng Na Uy là pepper kake, nghĩa là bánh tiêu. Đây là một loạt các loại bánh nước thường có hương vị của gừng, đinh hương, nhục đậu khấu và quế, và được làm ngọt bằng mật ong, đường hoặc mật đường. Bánh này được cho là đã được một vị sư người Hy Lạp mang sang Pháp từ thế kỷ thứ 10, sau đó phổ biến sang các nước châu Âu khác như Đức, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, v.v. Bánh gừng đến Mỹ vào khoảng thế kỷ thứ 18. Bánh sau khi nướng thì được trang trí lên bằng một lớp đường trắng. Ngoài ra bánh gừng còn được dựng thành những ngôi nhà, hoặc cầu kỳ hơn là các tòa lâu đài rất là đẹp mà các gia đình thường chọn làm như là một cái dự án nhỏ vào dịp Giáng sinh để ba mẹ con cái quây quần bên nhau cùng thực hiện. Một món ăn truyền thống khác mà hầu như gia đình Na Uy nào cũng ăn vào dịp Giáng sinh là pinna sot,
Đây là một món ăn được chế biến từ sườn cừu. Trong khi xem anh trợ lý nấu thì mình nói một chút xíu về cách chế biến sườn cừu này nha. Phương pháp truyền thống để bảo quản thực phẩm là sấy khô, xông khói như là thịt trâu gác bếp, ướp muối như là mắm cá của Việt Nam mình, lên men như là kim chi của Hàn Quốc là các biện pháp bảo quản nhằm ức chế sự phát triển của vi sinh vật và giữ thực phẩm được lâu. Thì sườn cừu cũng tương tự như vậy. Mặc dù ngày nay thì thịt cừu có sẵn dưới dạng tươi hoặc là đông lạnh quanh năm ở Na Uy thì pinchot vẫn được chế biến theo cách truyền thống. Để chuẩn bị pinchot tại nhà, sườn thịt cừu hoặc thịt cừu được ngâm trong muối hoặc là nước muối. Sau khi bảo dưỡng đủ lâu và khi thời tiết đủ lạnh, sườn được treo lên ở nơi mát, tối, thông gió tốt để làm khô. Ở một số vùng, sườn tươi còn được hun khói trước khi sấy khô. Trước khi nấu, sườn phải được ngâm trong nước để rửa sạch muối và tái tạo lại thịt. Ngày nay, pinchot có sẵn trong hầu hết các siêu thị trước Giáng sinh, hun khói hoặc là không hun khói, cắt sẵn và đôi khi cũng được ngâm sẵn sàng để nấu. Vậy là món ăn đã hoàn thành, trông cũng hấp dẫn ha. Thêm một chút rượu đỏ thì sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo. Nếu có dịp đến Na Uy vào Giáng sinh, mọi người hãy thử xem là mình có thích món ăn này không nhé. Sau khi vừa từ Đan Mạch về thì mình bị cảm nhẹ nhưng ho rất nặng làm mình mất tiếng gần cả tháng. Như mọi người đã biết, đây là Vi. Khi Vi tới Oslo chơi thì mình ho quá nên ngồi xa ra cho lịch sự, còn hai người kia thì ngồi nói cười vui chưa. Hôm nay trời tuyết rất là đẹp. Trời tuyết đang rơi. Ui, wow. Anh cứ đi đi, anh mà trật là anh lâu lúc trật luôn á. Trật người một trật người thôi. Anh đi đường, anh đi qua đây nè. Ủa mà có khi có mấy cái đường chi ta. Ôi da, trời ơi. Đi không là đi còn treo hoa ghẹo nguyệt nữa. Wow, đẹp chưa nè. Noel xong thì mình bắt đầu dọn nhà. Mặc dù từ khi bước vào ngôi nhà này mình luôn ý thức là sẽ hạn chế mua sắm, nhưng tới lúc dọn ra cũng một mớ đồ chất lên đầy một xe. Nghĩ lại hơn một năm qua, mình sắm nhiều nhất là áo quần và dụng cụ thể thao. Những cái này là đầu tư cho sức khỏe thể chất và do đó là sức khỏe tinh thần nên được mình tự cân nhắc, tự bỏ qua cho mình luôn. He he he. Bye bye toilet. Bye bye máy sấy. Bye bye máy giặt. Bye bye sofa. Bye bye TV, bye bye máy sưởi. Rồi, tôi đi đây. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, hợp đồng làm việc hết hạn, hợp đồng nhà hết hạn. Mình khăn gói ra khỏi nhà và vẫn chưa có visa đi Đức. Trong khi chờ visa đi Đức để tận dụng thời gian rảnh hợp lý này, mình và anh trợ lý đã lên Tromsø để ngắm cực quang. Đó là lý do tại sao tụi mình có một chuyến đi thú vị dù không hề có kế hoạch trước. Vừa đi chơi mà vừa mong là visa sẽ có trước khi kỳ nghỉ đông của anh trợ lý kết thúc. Nhưng trời không chịu lòng người, vì mình nghỉ đông thì nhân viên đại sứ quán họ cũng nghỉ. Do đó mà anh trợ lý lại lái xe xuống Đức một mình, còn mình thì ở lại Na Uy, tạm trú nhà chị Linh chờ visa. Em cảm ơn chị Linh và em Trúc nhiều nha. Một tuần sau khi anh trợ lý đi thì mình cũng nhận visa luôn. Bây giờ mình đang đi ra ga để đi ra sân bay. Rồi Na Uy và đi qua Đức. Mấy bữa nay thì trong lúc chờ visa Đức á, thì mình ở nhờ nhà chị Linh. Thì sáng nay chị Linh dậy rất là sớm để đi làm, thì mình nào mình biết chị Linh dậy, nghe chị Linh thúc thích thì mình cũng nghe nhưng mà không dám dậy, kiểu mình không biết phải ăn ủi chị Linh như thế nào á, tại bản thân mình cũng thấy rất là buồn. Mình ở bên này chỉ có một mình thôi, thì ở đây mấy chị rất là thương. Thương không khác gì em út trong nhà hết, nên là mình dù ở đây một mình nhưng mà cũng thấy rất là vui. Mấy chị có hướng dẫn giúp đỡ rất là nhiều, cho nhiều đồ ăn ngon nữa.
Nhưng ở những đất nước khác thì mình cũng có những người bạn, những người anh chị rất là thương. Nhưng mà nó khác ở đây là ở đây khi mà mình ở một mình á, thì mình cảm nhận khi mà có một người người ta người ta tới với mình, làm bạn với mình và yêu thương mình một cách vô điều kiện á, thì thấy nó quý như thế nào. Phải nói 3 tháng cuối cùng ở Na Uy đối với mình là những tháng ngày rất nhiều cảm xúc. Từ lo lắng, hồi hộp khi xin việc, trong ngóng ngày đêm hết hộ chiếu tới visa, vừa vui mừng vì có được công việc mới, vì sắp được đoàn tụ với anh trợ lý, vừa buồn vì sắp phải rời xa Na Uy và những người bạn lớn trong cuộc sống, những đồng nghiệp dễ thương trong công việc. Khi biết mình chỉ còn một khoảng thời gian hữu hạn ở đâu đó, cảm giác nó rất là khác. Mình muốn sống một cách có ý nghĩa và trân quý thời gian của mình hơn mỗi ngày, rà soát lại xem còn những gì mình cần làm và muốn làm mà chưa thực hiện được nữa hay không. Một năm rưỡi ở Na Uy là một khoảng thời gian rất đặc biệt đối với mình. Lần đầu tiên mình sống một mình ở một đất nước hoàn toàn xa lạ và không hề quen biết một ai trước. Là khoảng thời gian mình trải nghiệm nhiều thứ và trưởng thành lên rất nhiều, năng động và tự lập hơn trong suy nghĩ cũng như trong cuộc sống. Cảm ơn đất nước Na Uy, những cô chú anh chị đã có duyên gặp gỡ ở Na Uy và cả những cô chú anh chị vì thích đất nước Na Uy mà tìm đến mình qua kênh YouTube cũng như trên mạng xã hội. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Hy vọng một ngày nào đó gần nhất sẽ được gặp lại.